Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Cậu bé 11 tuổi bị bắt cóc, thủ phạm đòi 17 tỷ tiền chuộc, tiền chưa kịp trao, nghi phạm đã qua đời. Năm 2018, một vụ bắt cóc kỳ lạ xảy ra ở thành phố Jalantun, Nội Mông, Trung Quốc. Tiểu Chí, 11 tuổi, con trai của Triệu Chấn, bị bắt cóc sau khi đi học về. Chiều tối 8 tháng 4 năm 2018, cậu bé đến trường như thường lệ. Đến khoảng 6 giờ 50, Tiểu Chí đi xe điện về nhà. Tuy nhiên, lúc 7 giờ 15, vợ chồng Triệu Chấn chưa thấy con về. Vợ chồng ông gọi điện hỏi han bạn bè và giáo viên của con thì nhận được tin cậu bé đã rời khỏi lớp học. Gia đình lo lắng nên đã đi tìm Tiểu Chí khắp nơi nhưng vô vọng. Không lâu sau, một số điện thoại lạ gọi đến. Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói của một người đàn ông vang lên. Cô là mẹ của Tiểu Chí sao? Con trai cô hiện đang trong tay tôi. Cô hãy chuẩn bị sẵn 5 triệu nhân dân tệ, tương đương 17,2 tỷ đồng, tiền chuộc trước sáng mai. Nếu muốn con cô bình an vô sự thì đừng làm trái lời tôi. 5 triệu nhân dân tệ không phải là số tiền nhỏ, nhà họ Triệu làm sao có thể thu thập đủ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Hơn nữa, cho dù đưa toàn bộ số tiền cho kẻ bắt cóc, liệu đối phương có thực sự đảm bảo an toàn cho con trai của họ hay không? Gia đình không dám mạo hiểm mạng sống của cậu bé, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau một hồi cân nhắc, ông Triệu quyết định báo cảnh sát. Lực lượng chức năng ngay lập tức mở cuộc điều tra chuyên sâu và nhanh chóng thu được thông tin về nghi phạm. Tuy nhiên, ngay khi cảnh sát chuẩn bị giải cứu thì có hai điều kỳ lạ đã xảy ra. Thứ nhất, Tiểu Chí, người bị bắt cóc, đã trở về bình an vô sự. Thứ hai, kẻ bắt cóc được phát hiện đã chết bên sông. Nạn nhân trở về an toàn nhưng nghi phạm lại chết không rõ nguyên nhân. Triệu Chấn là một người đàn ông giàu có tiếng ở trong vùng. Những kẻ chủ mưu đã bắt cóc Tiểu Chí chứng tỏ đã theo dõi hoạt động của cậu bé từ lâu. Cảnh sát cũng thu thập hình ảnh từ camera giám sát dọc đường Triệu Chí đi từ trường về nhà. Họ phát hiện ra rằng, ngay từ lúc cậu bé ra khỏi trường, một chiếc xe địa hình màu đen đã bám theo. Trong video, Triệu Chí vừa xuống xe đã bị một người đàn ông dẫn lên xe. Vì lúc đó trời tối nên cảnh sát không thể nhìn rõ dung mạo người đàn ông. Nhưng họ có thể thấy, sau khi người đàn ông nói gì đó, Triệu Chí đã ngoan ngoãn đi theo anh ta lên xe. Những dấu vết này càng chứng tỏ kẻ bắt cóc là người quen, biết rõ địa chỉ nhà và thói quen hàng ngày của cậu bé. Ngoài việc xác nhận kẻ bắt cóc là người quen, video giám sát còn mang đến manh mối cho cuộc điều tra của cảnh sát, biển số xe. Cảnh sát ngay lập tức điều tra biển số xe và phát hiện chủ nhân chiếc xe là một người đàn ông họ Cao. Người này làm nghề thu gom ngũ cốc, sống ở một ngôi làng cách nhà Triệu Chấn 300 km. Ngày 8 tháng 4, Cao lái xe đến thị trấn nơi Tiểu Chí ở để lấy đồ ăn, sau đó dùng bữa cùng bạn bè đến 6 giờ chiều. Sau 6 giờ, người này hoàn toàn biến mất. Trước đó, để đòi tiền chuộc, kẻ bắt cóc đã gọi điện cho gia đình. Sau khi điều tra, bộ phận kỹ thuật phát hiện chủ nhân của số điện thoại này thực chất là Cao. Lúc này dường như mọi manh mối đều hướng về anh ta. Tuy nhiên, điều khiến cảnh sát băn khoăn là kẻ bắt cóc sẽ dùng mọi cách có thể để che giấu thông tin thật. Nhưng tại sao nghi phạm này lại để lộ ra sơ hở? Bỏ qua nghi ngờ, sau khi xác định được nghi phạm, cảnh sát lập tức triển khai giải cứu con tin. Tuy nhiên, sáng sớm ngày 9 tháng 4, kẻ bắt cóc lại gọi điện. Lần này, hắn không những không đề cập đến tiền chuộc mà còn trực tiếp tiết lộ địa điểm nơi Triệu Chí bị giam giữ. Cảnh sát tìm đến địa chỉ mà tên bắt cóc tiết lộ. Bên trong không có gì ngoại trừ mấy cuộn băng dính và dây thừng. Họ cũng không thấy bóng dáng của Triệu Chí. Đúng lúc này, người ở nhà gọi điện cho Triệu Chấn báo tin Triệu Chí đã bình an trở về nhà. Tin tức này thật sự làm mọi người ngạc nhiên. Điều bất ngờ hơn nữa là sau khi Triệu Chí trở về nhà, thi thể của nghi phạm họ Cao được phát hiện dưới sông. Từ lời kể của Triệu Chí, cảnh sát biết được vụ bắt cóc có uẩn khúc. Hóa ra người đàn ông này đã nói dối rằng mình là cha mẹ của bạn cùng lớp với cậu bé. Họ nói rằng Triệu Chí đã bắt nạt con mình ở trường và muốn đưa cậu bé đến trường để giải thích với giáo viên. Triệu Chí lúc đó sợ hãi nên đã đi theo người đàn ông đó vào xe. Mãi cho đến khi nhìn thấy chiếc xe không hề hướng về phía trường học, người đàn ông đòi mẹ mình số tiền chuộc 5 triệu nhân dân tệ, cậu bé mới nhận ra mình đã bị bắt cóc. Sau khi bị nhốt, kẻ bắt cóc không ở đó, cậu bé tìm cách cắt dây thừng và trốn thoát. Tổng hợp tất cả các manh mối, cảnh sát đã tạo ra một bức chân dung giả của kẻ sát nhân thật sự. Anh ta là một thanh niên khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,7 mét, dáng người trung bình và chưa bao giờ làm bất cứ công việc nặng nhọc nào.
Tổ điều tra tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và cuối cùng đã xác định được nghi phạm họ Vương, người này là họ hàng xa của Triệu Chấn. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện người này đã mua vé, chuẩn bị đi nơi khác. Sau khi bắt giữ nghi phạm và lấy lời khai, cảnh sát tìm ra sự thật. Hóa ra đối tượng Vương đang rất thiếu tiền. Sau khi suy nghĩ, hắn nghĩ ra cách bắt cóc tống tiền nhà Triệu Chấn. Vương là một người thông minh, hắn biết rằng mình không thể sử dụng thông tin cá nhân thực hiện vụ bắt cóc. Vì vậy, hắn quyết định chọn ngẫu nhiên một người. Khoảng 6 giờ tối ngày 8 tháng 4, Vương đứng trên đường giả vờ cầu cứu. Chỉ có anh Cao dừng lại, nhiệt tình giúp đỡ. Không lâu sau khi lên xe, hắn rút dao ép đối phương lái xe đến một địa điểm hẻo lánh rồi sát hại anh ta. Sau khi anh Cao chết, người họ Vương vứt xác anh ta xuống sông rồi lái chiếc xe đến bên ngoài trường học của Triệu Chí. Mọi chuyện sau đó xảy ra theo đúng kế hoạch. Hắn không ngờ Triệu Chí lại có thể trốn thoát, cũng như việc gia đình báo cảnh sát. Khi thấy tin tức cảnh sát vào cuộc, đối tượng đã đổi ý, gọi điện cho gia đình, báo địa chỉ đang giữ con tin. Trong thời gian đó, hắn chuẩn bị tẩu thoát nhưng không thành công. Giết người, bắt cóc, tống tiền đều là tội ác nghiêm trọng, nghi phạm phải đối mặt hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật. Suốt 26 năm, mỗi ngày người đàn ông uống hơn 1 lít rượu, ngoài ra không động đến một giọt nước trắng nào. Kết quả một nửa thân trên phát triển nhiều u mỡ bất thường. Chia sẻ với truyền thông, người đàn ông tên Tân, 68 tuổi, ở Hồ Nam, Trung Quốc cho biết ông mắc chứng nghiện rượu từ năm 40 tuổi. Kể từ đó đến năm 2016, đều đặn mỗi ngày ông súc miệng hơn 1 lít rượu trắng bạch tửu, uống thay nước, theo báo SCMP. Bạch tửu còn gọi là thiên tửu là loại rượu rất mạnh, được xem như quốc tửu của Trung Quốc. Độ cồn phổ biến của loại rượu này là từ 40 đến 60 độ. Bạch tửu được chế biến từ một hay nhiều loại hạt như cao lương, ngô, lúa mì, gạo nếp. Năm 47 tuổi, ông Tân bắt đầu nhận thấy một nửa thân trên phát triển nhiều khối u nhỏ nhưng không có dấu hiệu đau đớn gì nên không đi khám. Đến năm 2011, cổ của ông sưng to bất thường. Khi đi khám cơ sở y tế gần nhà, bác sĩ khuyên ông không nên quá lo lắng trừ khi đường thở bị ảnh hưởng. Từ năm 2016, vì giữ tính mạng bản thân nên ông bắt đầu cai rượu. Thế nhưng vào đầu năm 2018, các khối u quanh cổ của ông ngày càng to, kích thước cổ ông giờ to gấp đôi kích cỡ khi bình thường, gây khó thở và đau đớn. Ông được gia đình chuyển đến bệnh viện tỉnh Hồ Nam thăm khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán ông mắc bệnh Madelung, một căn bệnh hiếm gặp do sự tăng trưởng bất thường lành tính của các chất béo được gọi là lipoma quanh cổ và thân trên. Ngay khi nhập viện, bác sĩ chỉ định cho ông Tân dùng máy thở hỗ trợ trước khi phẫu thuật. Theo Tổ chức Quốc tế về các rối loạn hiếm gặp, bệnh Madelung là bệnh rối loạn chuyển hóa chất béo dẫn đến sự tích tụ chất béo bất thường ở cổ và vai. Những khối u mỡ thường phát triển cân xứng, to, nhanh trong vài tháng hoặc nhiều năm. Đến nay, phương pháp điều trị chính bao gồm phẫu thuật các khối u mỡ lớn hoặc hút các khối mỡ đơn lẻ kích cỡ nhỏ. Các bác sĩ cho biết, thế giới đến nay ghi nhận chỉ có 400 bệnh nhân, đa phần là đàn ông trung niên, có tiền sử uống nhiều rượu với tỷ lệ 1 trên 25.000 dân.